Thôi em Di Cá chào tất cả anh em ha. Tiếp tục chương trình chiều hôm nay em lên ít mớ pin cỏ đây anh em. Thì pin cỏ thì mang theo lô anh em nha, và một ít đồ hơi trong thùng này nè, mớ thùng hơi với lại thùng pin trong đó tùm lum á, và một ít đồ hơi đây đó. Thì em giới thiệu luôn thì tất cả là em bao ship anh em nha, hàng bên em toàn bộ là em bao ship và bán theo lô anh em nha, em không bán lẻ từng con anh em nha. Đó, em bán theo lô. Thì đây mỗi một lô một thùng em bỏ vô thùng hết rồi. Kia là rổ. Thì anh em xem được lô nào gọi trực tiếp vào hai số điện thoại để bên dưới phần tiêu đời, rồi nhân viên sẽ chốt cho anh em theo mã số anh em nha. Rồi mã số mất rồi. Đây. Mã số ghi lên trên máy đây anh em nha. Đó, mã số ghi lên trên đây đó. Anh em chốt theo mã số và coi như là chốt xong thì anh em cọc trước cho em mỗi đơn hàng 100k. Còn lại em sẽ code về đến nhà cho anh em, khi nhận hàng anh em vui lòng phui thùng ra kiểm tra đủ với hàng của mình anh em nha. Đó, một lô nó có 4 con, có 5 con, có 2 con, có nói chung là anh em đặt bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu anh em nha. Đấy, có thiếu gì thì anh em điện thoại lại cho em để em giải quyết luôn anh em ha. Đó, rồi cái này thì hàng bên em là em không bao gì đâu anh em nha, không bao gì hết á, chỉ có là bao ship thôi anh em nha, không bao sóng hết, dù đồ hơi hoặc là đồ pin. Đấy, thì anh em mua cho em, mua hàng của em mấy năm nay thì anh em cũng biết rồi, mấy cái đồ này em bán sát rồi anh em nha, không bao gì đâu anh em ha. Đó. Đây. Đơn giản thôi anh em nha, bao ship và không bao sóng, rồi bán theo lô rồi thì nó dễ vậy thôi anh em. Rồi cái này thì để quay đồ hơi trước đi, quay đồ hơi trước đây, để xem xét trước đây, quay đồ hơi trước đây. Tư ơi, tới sầu hàng đừng đóng, không cần cân đâu, may đi luôn, không cần cân đâu. Hàng để đó luôn, mai đi luôn anh ơi, mai đi luôn lần 849, dạ mai đi luôn anh, đóng có kịp đâu mà chắc anh kia đi. Rồi 849 3 cây 200 anh em nha, bao ship nha. Để em ghi lại cái mã 849. Rồi 300k 3 cây. Rồi 3 cây này 200, 849 3 cây 200k. Thì cái này là bắn đinh đinh gì đinh mát anh em nha, thì đây mát đinh ghim anh em, mấy cái đây cây này anh em dần nghiên cứu ha. Đó, có cây nó đây là ghim nhỏ nè, u đây đến u chứ, đây là u nhỏ anh em nha, đây nó còn đinh này, u nhỏ này đấy. À, u nhỏ anh em nha, có cây u nhỏ, cây u lớn, nói chung là đó. Thì anh em giờ 3 cây 200k bao ship anh em nha, không bao gì đâu anh em nha. Rồi 849 3 cây 200, có cây nó xét thì anh em giờ vệ sinh lại ha. Nói chung là đồ bãi thì bắt buộc phải vệ sinh lại mấy cái phần này rồi. 849 200k luôn. Rồi 850 200 luôn. 1 2 3 cây luôn. Đó, cây này cây gì đây nè. Bước đầu ra. Rồi 850 200. Đấy. Đinh ba sao này bắn đinh ba rồi. Rồi 850 200k 3 cây anh em. Rồi 200k bao ship anh em nha. Rồi 850. Lấy băng keo trắng anh. Lấy băng keo trắng anh, lấy cái đó. Rồi 851. Rồi 851 200 luôn. 3 cây mát luôn anh em. Và cây này nó có hai cái dòi đẹp nè. Mát hai dòi đẹp nè. Dòi này bình thường thôi. Hai dòi này đẹp anh em nha. Rồi 851 200k. Đấy. Anh em giờ cái giờ là dọn dẹp đó. Mấy cái giòi đi cũng mấy chục ngàn cái này nè. Đấy. Rồi 851 200k luôn. Đấy. Sắp tới đây thì em sẽ rã dây chai, em bán phụ tùng cho anh em luôn nha. Đó, như mấy cái cây mà đinh hơi mà bị gãy mấy thì em sẽ tháo mấy cái này ra bán phụ tùng cho anh em. 853 52. Rồi 200k luôn em ơi. 852 200 luôn em nha. Đó. Em chuẩn bị em tháo phụ tùng, lấy than đồ rồi đầu khôn rồi anh em bán phụ tùng cho anh em, về anh em dọn máy cho nó dễ. Đó, còn nhiều bán gì chai. 852 200k 3 cây này luôn em ơi. Đó, cây này đinh nhỏ nè, từ xả ra. Đó, của cái cây này nó bị mất miếng rồi, mất miếng chụp rồi anh em ơi, cây này mất miếng chụp rồi. Và cái này 170 đi anh em nha. Đó, cái này cây này giờ lấy phụ tùng đi. Đấy, cây này giờ lấy phụ tùng nha, nó mất miếng chụp rồi. Mấy em không thấy hai cây này có đầy đủ, cây này mất miếng chụp. Rồi 852 nó là 170k luôn. Rồi 853 200 luôn em ơi. 853 200 luôn, thì ba cây.
Rồi, ba cây 200k đây anh em. 853. Hai cây này giống nhau nè, hai cây này khác nhau. Anh em nhìn kỹ kỹ cho em nha. Rồi 853 200k. Rồi 854. 200 luôn. 1 2 3 cây. Một cây FBK, một cây mát và một cây SK 11 thì ba cây. Đây. Cây này mất cái dòi này. Này bớt còn không được. Này hơi cứng. Đấy. Rồi 854 200k ba cây luôn em ơi. Bao ship anh em nha. Hàng bên em toàn bộ là em bao ship anh em nha. Rồi 855. Ba cây này một màu. 200 luôn. Này mất cái lò xo gì đây. Một hai cái. Nó mất hai cái này nè. Mất một cái chứ. Rồi. 854 ba cây. 855 chứ, 855. 200k ba cây. Rồi 856. 450 luôn em. Thì hai cây này đinh F5 nha. Đó. Cây này đinh F5 cò bóp được nè. Phía trên nè, mất con ốc nè. Đấy. Một cây. Đó. Hai cây. Đinh F5 anh em nha. Đó. Đinh F5. Cò bóp được nè. Bóp được. Đó, rồi hai cây này ở trên mất con ốc anh em nha. Đây. Mất cái lục giác rồi. Đó. hai ốc đầu lô. Đấy. Rồi 856, 450 luôn. 857. Rồi 400k luôn, cũng là đinh F5 luôn. Đó, đinh F5 anh em nha. Con này Kamatsu. Con này hiệu Kamatsu. Kamatsu, còn con này của thằng Mát. Này của Mát mà hình như trên đầu nó đây. Trên đầu nó hình có đủ đồ mấy gì. Anh thấy nó trống trống cái khúc đầu rồi nè nha. Còn bóp được nè. Rồi 857 400k hai cây luôn. Rồi 858. 150 luôn. Thì hai con hơn 150 anh em nha. Con này Hitachi. Đó. Con này Hitachi N254A. Cò bóp vui lắm. Rồi hai con Hitachi này 858 150 luôn em ơi. Rồi 859. Rồi 859 con Hitachi này. F5. Bị gãy cái đầu anh em, đây nè. Đó anh em ơi, mất cái đầu. Rồi cái này thì nó là F5 anh em nha. Con này mất cái đầu, không còn mình cũng gãy cái đầu này. Đấy, F5. Đây. Rồi cái thùng này nó hơi xấu xấu anh em nha, cái thùng này nè. Rồi 859 nghĩa đầu. 200k luôn. Cái bộ tàu ta. Đây là máy 860. 200k luôn nè. Rồi, mới tin luôn. Không biết, không có đơn quan trọng có đinh xài không thôi anh em ơi. Mới tin mà nó nặng giả mang luôn. Đây, hai lục giác. Đầu quanh đinh cuộn anh em nha. Thì cái này là mát 652M. Đó, mát 652M. Thì nó mới tin rồi nhưng mà có đinh xài không thôi anh em nha, đinh cuộn đây nè. Đấy. Đinh ngắn thôi. Giờ chưa con này mấy cái này giờ chờ treo đẹp anh em nha, có cái thùng nữa nè. Rồi 200. 860 200k luôn em ơi. Được hết đồ hơi ra luôn em một lần này, rồi bình xong. Rồi 861. 200 luôn. Mỗi thùng này. Được cái thùng này đừng đồ người cũng đẹp anh em nha. Đó. Con này cũng mới luôn nè. Đó, lục giác cũng có luôn. Lục giác 2 cây 10.000. Đinh có luôn em ơi. Đây. Đinh này thì coi như là cũng đẹp lắm nè. Vàng viền đinh đi bao đẹp luôn nè. Sơn đầy đủ hết. Đô Phắc, con này hiệu của Đô Phắc. Mới tin à. Khuyến mãi thêm chai dầu luôn em nha. Anh em nào mà mua thùng này em mới khuyến mãi chai dầu anh em nha.
Đó. Rồi 861 200. Này 862. 350 luôn. Này đinh F5. F5 anh em nha, đó. F5. Đây. Cũng mát. Nó dính nước CO nó xét này nè. Cũng mát nha. Cò bóp được hết á, anh em giờ vệ sinh dọn lại nha. Đó, em thì em không có dọn đâu. Rồi. 862 350 luôn. Rồi 863 200 luôn. Rồi, cái gương. Này cái gương anh em nha, dính nước nè. Cái gương với lại cái gì nữa? Cái đầu bắn. Cái lục giác đây. Đây là cái đầu bắn đinh cuộn anh em nha. Này. Đó, cái đầu bắn là ráp vô, cái đầu bắn mới nè. Mát 550, mát 550. Đây nó có đinh này nè. Có đinh này. Đinh này đinh cuộn. Rồi mát 550. 863 200 luôn anh em ơi. 864 150. Mát 330. Cò bóp được anh em nha hả? Đinh cuộn. Cái này đồ đâu à? Đúng rồi. Đó. Hết ra được, dính rồi. Rồi mát 330A. Đây nó có đầu thay nữa anh em ơi. Không có gì hết. Trắng trơn luôn. Rồi 150K luôn. Đấy, mát 550 à 330. Mã 864 150 luôn. Rồi hết pin nha, hết mát cho em. Rồi hết mát rồi giờ qua pin anh em nhé. Rồi 865. 450 anh em. Này. Một con EZ 7201 đó. EZ 7201 anh em nha. Đó. Đầu vòng quay nè. Không rơ đâu. Đó. Con này made in Japan. Quay được anh em nha. Đó. Rồi. Pin 12V EZ nó còn nguyên vẹn anh em ơi. Thì một máy, một pin, một sạc, một thùng, một tay luôn. Đó. Này nó có một tay thôi anh em ơi. Rồi 865 450 luôn. Rồi 866 350 luôn anh em ơi. Rồi con Hitachi 12V. Đó. Quay được anh em nha. Giở lên nha. Hitachi 12. Đời này có điều tóc nè. Cò bóp vô tư, nói chung là nguyên vẹn. Rồi một máy, một pin, một thùng. Hàng máy hai pin nhá, hai pin dài luôn em nha. Rồi, 866 350 luôn, hai một thùng này luôn. Rồi 867. 200. Này không có pin đâu nè, không có pin mà nó có sạc nó hay. Này cũng đại lo anh em nha. Đó. 12V, hàng của Hometo. Mới tin luôn, hàng đại lo anh em nha. Anh em giờ có pin thì bỏ vô anh em nha. Còn ấy thì kẹt bình bắn lạc quạt trong nhà. Rồi 867 200. Rồi 868 350 luôn. Này bu lông anh em nha. Này bu lông 3/8. Nó có kèm theo cái đầu lúc lắc nè. Đầu lúc lắc bu lông 3/8 anh em nha, chứ không phải 1/2 đâu. Này 9/6 thôi, thằng Hitachi. Nói chung là đủ đồ cò bóp được anh em nha. Đấy. Rồi ok. 868 350 luôn. 869. Rồi 869 300 luôn. Rồi quên nha. Rồi con này cái viên pin này giờ đóng thoải mái luôn em, hàng 12V Đài Loan. Đó, ngoại hình nó cũng còn mới tinh luôn em nha. Giờ con lấy con này đóng pin dở dọn đó. Cò bóp được. Đầu lắc thử đầu con nó cứng không em.
Rồi ok, ấp lại đó, mấy cái đầu đó anh em giờ vệ sinh lại luôn nha, em lắc không được á, tại có con tua bít mới lắc được. 869 300 luôn, 870, 180k luôn em ơi. Thì con này nó là con này, nó dính nước rồi nè, đầu cứng luôn nè, nằm trong thùng mà nó cũng vẫn bị vô nước đấy. 9 con 6, một máy, một pin, một sạc, một thùng, đầu mở có luôn. Anh em giờ vệ sinh lại ha. Rồi 180k bao ship anh em nha, 870. Rồi 871 200 luôn. Rồi con này nó là Hitachi. Đó. Đầu con này xoay được, xoay trong được, xoay ngoài không được anh em nha. Đó. Đầu con này hơi xấu nè, hơi xét nè. Đó. Từ em. Gặp lại. Con này xấu quá, 150 luôn đi. Rồi. 871 150 luôn em ơi. Xấu đầu nó xấu. Rồi 872 203 luôn. Đó. Con này thì đầu ok nè anh em. 9 con 6. Ây da, con này nó hơi chắc tí xíu này. Đây anh em thấy không, không có vấn đề gì hết nhưng mà nó mất thẩm mỹ thôi. Để em xuống giá lại, ghi lại đi em. 873. Rồi 872 180k luôn. Rồi 872 180 luôn anh em nha. Con này nó bị mất miếng ngay đây. Rồi ok đi. Rồi 873 250 luôn. Cái con này thì nó là 12V này, thì nó là có cái có răng anh em nha. Con này là có răng. Đó, có răng đây. Một máy, một pin, một sạc, một máy, một sạc và một thùng. Không có pin, pin nati này anh em cũng nhiều lắm anh em nha. Đó, lúc trước em bán cũng có 20-30 ngàn cục bao la. Rồi 873 250 luôn, một thùng nữa luôn. Rồi 874 250 luôn. Này máy bao đẹp luôn mà coi như là có pin nó mất rồi, bỏ pin khác vô anh em giờ đóng lại nha. Đấy. Máy nó mới tin à. Nhưng mà còn pin nè. Rồi 9 con 6. Một thùng này. Rồi, đọc lại. 250 luôn em nha, 874 250 thùng này luôn. Rồi 875. Bu lông ô tô, bu lông ô tô. Hàng của Imbac á, bu lông xài bình 12V anh em nha. Này nó không có dây, nó không có dây điện. Đấy. Không bị bợi vỡ gì hết. Đấy. Ngoại hình của nó rồng rắn lên mây rồi. Cũng nhìn cũng ok phết đấy anh em ha. Rồi 875 200k luôn. Đây nó 876. 200 luôn. Này cũng im bắt luôn. Con này thì cũng là 12V anh em nha. Đó. Im bắt. Rồi 870. 6 200 luôn. 876 200. Rồi 877. Rồi cái này em bán cái thùng anh em nha. 150 bao ship anh em nha. Còn mấy mấy cỏ. Đấy cỏ cục sạc này nặng lắm anh em. Đầu cổ xét xét ra vô được hết anh em ơi, mấy cỏ bao cỏ luôn. Rồi hết hàng thùng rồi anh em. Rồi 877 150 luôn. Rồi con này 878 400 18V anh em nha. 400. Đây, nó pin 18V hàng của SCN, con đầm dùi bê tông. Đấy. 18V. Đầm dùi bê tông 1m anh em ha. Nó là 1m. Rồi 878 400k luôn em ơi. 878 400 luôn. Rồi, con này mất dao. 879 180k mất dao, bộ dao đây anh em. Đó, nó mất bộ dao đây. Đấy. Thì con này 12V. Có pin 180k bao ship anh em nha. Rồi 879 180 luôn. 880. 880. 208 luôn. Thì con này không biết chắc tét cái cò ngay miếng anh em nha. Đó. Nó không có con tán ốc nè. Mất con tán ốc này anh em. Này hơi tét tét miếng nè. Rồi 880. Cắt gỗ. 280k. 881 350 luôn.
Rồi bóp ok. Đầu con này cứng đây nha, nó cò bóp được đầu cứng nè. Một con xoay đầu thôi em. À, xoay mạnh đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay nè, đúng rồi nè, đó, nó ra nè, thấy không? Vô lại nè. Đó. Ra nè. Rồi ok, bóp được luôn em nha. Hai con này anh em xin đôi. Đó. Đâu, không phải, không phải. EZ6307 này, EZ6207. Này cùng cha khác mẹ anh em nhé. Hai thằng giống nhau luôn mà, hai thông số khác nhau anh em, hai đời khác nhau. Đó, rồi 881 350 luôn. Rồi 882. Lô này 200k, lô này 6 anh em nha. Có con này bị quấn băng keo nè, hình như con này nó bị tét tét gì hôm nay, nó quấn băng keo hôm nay anh em nha. Đấy. Lô 6 này 9.6. Đó, cò bóp nó cũng cứng luôn anh em. Đó, nói chung là lô này lấy phụ tùng nè, con này cứng luôn nè. Đấy. Con này đầu nhưng mà đầu quay được anh em nha. Con này đầu quay két két luôn nè, dặn dặn em. Dặn ra lại. Đó. Đầu ra vô được, con này đầu ra vô được. Đó, anh em giờ hai con này anh em dọn lên con được nè. Còn con này là 12V anh em nha. Thì EZ3570 hàng của Nati. Này dọn là con này 12V nè. Có đảo chiều luôn. Rồi ba con này 882 200 luôn. Rồi 883. 330k luôn. Đó. Con này cò cò cứng anh em nha, cò bớt không, cò đảo chiều không được nha. Đó, đầu cổ ra vô được 12V. Một con khôn và một con vít. Con này đầu cứng luôn anh em nha. Được không? Cứng cái đầu cài vít. Ừ, cứng cái đầu cài vít. Này xoay được cái trong thôi, cứng đầu cài vít, xoay được bộ nhông nha. Đó, nhưng mà đầu cài vít dở lên dở xuống á, bỏ vít vô không được. Rồi hai con 330k, 883 350 luôn. Rồi 884. Ủa. Này đây 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 đây. Rồi 884. Rồi hai con này 9.6, à quên 7.2. Đầu ra vô. Được không? Đầu ra vô cứng nha, mà phần trong là xoay được nè, cốt xoay được. Đó, rồi một con. Mấy cái đầu này anh em vô vệ sinh lại nha. Đấy, em thì chỉ là bao ship thôi, máy không bao nữa, đừng nói nó cái đầu này anh em nha. Đấy. Đó. Rồi con này 66 rồi, đầu ra vô được rồi anh em ạ. À. Rồi 884 200k luôn, ba con. 884 ba con. Rồi 885. Rồi 885 380 luôn. Con này mất cái thang rồi. Đó. 6914. Rồi bóp được. 6914. Con này xoay cái cốt chưa cắt cắt anh em nha. Rồi một cái. Con này ủa xay vòng ngoài được thôi anh em nha. Xay vòng ngoài được thôi. Cái vít vô mới xây được hả. Rồi anh em giờ vệ sinh lại ha, làm lại ha. Rồi 885 380k luôn. Rồi 886. Tám tám sáu 230k, ba con. Một con ribi 9.6 bị, con này 9.6 anh em nha. Đó. Và một con này 12V, hai con này một đời với nhau luôn nè. Đấy, 9.6 12. Lắc được tí xíu. Quay cốt được anh em nha. Đây, một con cắt giấy thạch cao 12V luôn. Đó, rồi ba con. Đó. Con này cũng quay cốt được luôn nè. Rồi 886 230k luôn em ạ. À. Em quay hàng xong em bỏ vô trong thùng á, vậy á, nhưng mà coi như là nhiều khi đóng lộn hàng về cho anh em nó bị thiếu anh em. Khách vô mua lẻ, anh em vô mua lẻ anh em không biết á, cho nên là lấy cái thùng này bỏ qua thùng kia á, thùng dư thùng thiếu. Em niêm phong á, nhưng mà vẫn bị. Rồi con này ok nè. Con này nói chung là con này hàng cỏ thôi anh em nha, nó là 12V mà 12V của Đài Loan, 12V đểu anh em ơi. Đấy, thẳng ra là 12V đểu luôn á. Rồi 887. Đây. 12V đểu nè anh em nha, đây nè, nó nè. Nó không phải là mạnh như 12V của thằng Hitachi rồi đâu. Đó, nhìn nó yếu ớt lắm. 12V đểu, hai con 12V. Lại hai con này, đấy. Con này cò cứng. Cốt xây được, đầu cứng, nói chung là hàng cỏ anh em nha. Con này hàng cỏ. Con kia là hàng đời của thằng
Napoleon luôn em nha. Đó, giờ anh em lấy phụ tùng anh em ha. Cò kiết đầu luôn. Rồi 887 200k bốn con này luôn. 887 200. 888. Chị ơi. Chị. Ủa, chị đâu ta? Rồi 888, cho chị ra chị quay mấy con cỏ này. Rồi 888. Còn cỏ là sạc còn nhiều. Rồi 888 là 1 2 3 4 5 con này anh em. Con này không có pin nè. Đấy, con này nó không có pin. 9.6. Đấy. Con này 4.8. Nói chung là mấy con cỏ này thì anh em mấy cái đầu con này anh em về giờ xin lại nha. Em nói chung là hàng nó rất là rẻ, 200k 5 con bao ship thì anh em không có lắc đầu đâu anh em nha. Để em để cho chị quay. Đấy. Quay ngoại hình thôi. Rồi 888 200k luôn. Chị đâu ta? Ra quay video giùm em cái chị. Rồi 889 303 luôn. Con này xây được nè, xây cốt được nè. Con này 6913 đây em nha. Con này đời 6913, 12V hai con luôn. Đó, 6913. 6913 nó khóc này đó. 6913. Bán hàng coi như 3 năm nay em có được một, em rút ra được một kinh nghiệm là nó là có khóc này là 6913. Còn không có là 6914. Đấy. Rồi. 889 330k luôn. Rồi, chị vô quay chị. Quay em. Dạ rồi, em chào anh em hả? Bây giờ em thay Vi like cái lô sau này. Bao nhiêu rồi? Rồi, mã này là mã 890 300k. Một con Makita. Mấy khôn hả em? Khôn Makita. 7.2. Này em thấy 7.2 7.2. Em lộ mấy điểm. Đầu cứng. Đầu cứng. Cái này nó bị mất cái nút ấy nhá. Cái đồ cài mũi. À, mất cái đồ cài mũi. Nút cò được nè. Rồi. Rồi một con Hitachi 12V. Cái nút cò này nó bị mất cái miếng nhựa trên rồi nha. Rồi đầu cốt quay được luôn. Rồi mã 890 300k hai con. Rồi mã 891 550k. Con này nó mất cái nút ngay đây. Đầu cứng. Đầu cứng toàn bộ luôn. Cũng hàng Makita mấy con. Rồi. Con này 14.4. Rivi. Băng vít Rivi đúng không? Không vít Rivi. Rồi mã 891 550k hai con. Rồi mã 892 200k ba con. Một con khôn đầu cổ ra vô được nè. Hàng mắc đúng không? Con này Hitachi 9.6 không có pin nha. Rồi. Rồi con này hình như là 7.2. Không hay. Rồi đầu cổ ra vô được luôn. Rồi một con 9.6. Khôn vít nó cũng cứng nha, đầu nó bị sét à, tuôn luôn. Mã 892 200k ba con ba ship. Rồi mã 893 200k. Một con cắt giấy thạch cao Hitachi 9.6, đầu nó bị sét nhá. Thiếu gì không? Rồi đầy đủ. Rồi một con khôn Hitachi. Cò nó bị mất cái nút bấm. Đầu tuông không có pin nha anh em hả? Có vô nè. 12V. Rồi mã 893 200k.
894 250k. Ba con. Một con cắt giấy thạch cao. Nó y như con nãy nha. Giống á. Ừ. 9.6. Rồi một con khôn black locker không có pin. Đầu cổ ra vô được. Cốt quay được nha, nhưng mà đầu cổ bị cứng rồi. Rồi một con y chang vậy luôn mà bể cái đế này nha anh em nha, bể cái đế bên nè. Bể cái chân bên. Đầu cổ ra vô được cũng black locker luôn không? 14.4, con này 14.4. Con này 12V. Rồi mã 894 250k ba con. Tám chín năm 300k hai con. Một con không vít CDS 12V. Cò kiếp bên này nó không có vô hẳn luôn nhá, nó lúc lắc gì đó. Đầu nó xoay được vòng ngoài nhá. Cò kiếp rồi, ok. Cái này cứng vậy. Rồi nó bị dính. Một con phong vít 12V. Hiệu mi gì đó. Hiệu Kobo. Con này 12V, phong vít 12V. Cò viết ok. 895 300k. Tám chín sáu 250k ba em. Ba con phong. Hàng này là Nati hả? Hàng Nati. Con này là 9.6, này 7.2, này 7.2 luôn. Rồi một con bị cứng đầu. Cứng hả? Bị cứng luôn anh em ha. Con này bị sét rồi, bị cứng nữa. Cái này nút đảo chiều nó bị gãy mất một khúc rồi nha. Rồi cái đầu này cứng luôn rồi. Rồi ba con. Một con không có pin anh em ha. Mã 896 250k. Ghét gì đó. Tám chín bảy 200k năm đứa luôn. 2, 4, 5. Năm con khôn. Con 7.2. Con kia không có pin. Ba con không pin, hai con pin. Con này 4.8. Con này mấy vôn? Rồi có mấy con kia tem nó mất rồi nên thành không có có coi được von anh em ha. Con này có cửa sổ tâm hồn nè. Con này thì nó có kính chắn gió. Nó mất cái này rồi anh em nhá. Đây như mấy con ô tô mà có cổng trời á. 897 200k năm con này luôn. Rồi đi. Rồi 898 200k tiếp tục 5 đứa nữa. Cốt xây được cứng đầu. Cò kiếp rồi, ok. Nước đảo chiều cứng kẹt không có pin. Toshiba 7.2. Toshiba 7.2 đầu cứng. Cốt cứng đầu cổ ra vô được. Cái này là cốt hả? Cốt bên trong. Cốt cứng đầu cổ ra vô được anh em ha. Công tắc bóp được, đảo chiều bị cứng. Rồi, con khác em. Makita. Đầu cứng luôn. 9.6. Con này con gì là bó tay luôn, nó lạ lùng lắm. 7.2, còn con nữa. Con này cũng 7.2. Rồi. 898 200k năm đứa luôn anh em ơi. Rồi bây giờ hết máy rồi. Bây giờ em qua sạc nhé. Dừng luôn. Vy.
chắc là không. Là đồng giá không? Rồi bây giờ lô này là lô sạc. Cứ một lô là 150, bao xô anh em ha. Đó. 2 4 6, 6 cục, 2 cục không dây và 4 cục có dây hàng Nati. Ơ, Hitachi em lộn. Nhìn nó màu có giống không thì mình 899 150k 5 cục, 6 cục anh em ha. 2 4 6 đây. Rồi đây. Rồi cứ lô này cũng 6 cục. Hàng Makita. Rồi cục này không có dây. Cục này dây bị một cục dây bị đứt rồi anh em nhé, nó vẫn còn dính còn ten đó nhưng mà bị đứt rồi. Bao nhiêu? 900. 900. Mã này mã 900 anh em ơi, 150. Một cục dây không có phít. Hàng còn này có mà bị đứt rồi. Hàng Makita nói chung là hàng này từ 7V2 tới 14V4. Cục này bị bể anh em nhé. Cục này bị bể chỗ đây. Bể mà vẫn thấy đó. Rồi mã 900 150k 246 cục Makita. Nói chung bên mấy cục sạc này là xài từ 7V2 tới 14V4. Nên là em không đọc volt đâu nhá, em chỉ đọc mã số và coi những cục nào bể và không có dây điện thôi. 1 2 3 4 5 6 đọc một. Rồi một cục hai cục không có dây điện mã đâu. Chín trăm linh một 150k luôn nha anh em nhé. Có gì giá luôn, đồng giá. 6 cục 246 Makita. 901 mã 901, 6 cục Makita. Đồng giá là 150k anh em hả? Rồi cái lô này là hình như là 3 loại hả? Một Nati, một Makita. Chín lẻ hai, 902, nói chung một lô nó là 246 cục, từ một cục không bên dây này, hai cục. Rồi ba cục không dây, 4 5 cục Nati, một cục Makita anh em nhé. Rồi đây 902, 6 cục, 5 cục Nati, một cục Makita. Toàn bộ là Nati hết. Đầy đủ dây điện. Coi kỹ để về nhà mất á. Rồi đầy đủ dây điện, 6 cục này đều đầy đủ dây điện. Mã 903, 6 cục Nati. Mã 904 cũng 6 cục Nati luôn. Một cục không dây, hai cục không dây. Đó. Mã 904 6 cục Nati, trong đó có hai cục không dây điện anh em hả? Chín không năm, lô này là 200k, hàng Hitachi, Vinh Trọt. 5 cục. Một cục không dây, hai cục không dây, ba cục không dây. Trong đây có hai cục là có dây thôi. Từ 7V2 đến 18V. 7V2 đến 18. Đây này. Rồi. Ngay đây bị bể một chút ngay đây anh em nhé. Rồi, 905 200k hàng Hitachi. 5 cục. Chín không sáu 200k 4 cục Makita hàng Binh Chọt. Hai cục mất dây, hai cục bỏ dây.
hai cục còn dây, hai cục mắc dây 17V2 đến 14V4. 906 4 cục Makita, hai cục dây một cục không. Hai cục dây hai cục không. 200k. $907 250k hàng Makita. 3 cục. Bên trượt. Cục sạc này là của Mát. Hai cục Makita, cục Makita này nó bị bể chỗ này anh em nhé. Dỡ lên nè. Đó, Makita bị bể rồi chỗ này bị nứt ở sâu nè. À, nó bị lòi à, nó theo à. À, nói chung là cục này bị bể. Cục này bị mớp. Hai cục không dây thì không nguyên vẹn mà một cục có dây thì ok ha. 907 250k, một mát, hai Makita. Rồi. Dạ. 908 200k, hai cục, một nati, một mát. Đều là bên trượt, đủ dây, đầy đủ dây luôn ha. Rồi. Mã 908 bao nhiêu volt rồi? 7V2 đến 28V8. Cái này cục này to, nó giống mã số mà dễ thương dễ sợ luôn. Rồi cái này không biết, không thấy là cái bao nhiêu volt tới nhiều volt luôn. Nói chung là nó thấy nó to đó. 908 200k, hai cục nati và mát. Rồi bây giờ em tiếp tục hai rổ cuối cùng đúng không? 909. Bây giờ em quay hai rổ sát, hai rổ cuối cùng trong video hôm nay luôn em hả? Một cắt gỗ lưỡi này nó nhỏ lắm nhé. Quay sát nói chung là nó lủng la lủng lẳng rồi. Sát gãy rồi nha. Rồi đếm thử bao nhiêu cây. Một có con Makita nè. Đó. Đếm em. Không. Hai. 4. Tổng cộng 14 con, một cắt gỗ nè. Con này nói chung là nó bị gãy, lô này lô sát gãy cho nên là nó không gãy chỗ này, nó cũng bể chỗ kia. Đó, em đếm là 14 con thôi anh em ha. Đủ màu, đủ loại. Nó đa dạng luôn. Màu mè ba lấy hiệu luôn. Rồi đây, dạ. Mã 909 400k cho cái lô sát này luôn. $910 300k lô sát này. Rồi lô này là lô cuối cùng. Một con thổi, một con khoan, hai khoan, 3, 4, 5. Con này cái gì vậy? Con vít thật cao nữa chứ. Rồi đếm em. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lát đếm lại nha. 12 con. Mã 9010 300 lô cuối cùng này có 12 con. Nói chung là bể gãy, nó không xuất cái này, nó không xuất cái kia, nó còn này nó mất cái kia anh em hả. Đó, cho nên mình lấy này về là một là mình cái này mình tái chế phụ tùng thôi. 9010 300k. Rồi bao ship. Lô này lô cuối cùng trong video hôm nay luôn anh em hả. Rồi, anh em mình nhớ xem kỹ mã số. Mã số và giá tiền kế bên. Mã số giá tiền rồi chờ báo em ưng mã nào mình xem mình chốt báo em để thư ký nó chốt đơn anh em hả. Rồi em cảm ơn ạ.